Thử thách đoán tên các loại bánh qua các câu hỏi đổi hình bắt chữ. Câu 1. Loại bánh cổ truyền của miền Bắc nước ta, bạn biết không? Bánh trôi thường được đi liền với bánh chay và được ăn nhiều vào Tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3 hàng năm. Câu 2. Loại bánh bắt nguồn từ thời nhà Lý, đố bạn bánh gì? Bánh phu thê hay còn gọi là bánh su xê, món bánh không thể thiếu trong các ngày lễ cưới hỏi. Câu 3. Một loại bánh mặn giống như bim bim, không phải ai cũng biết, bánh gì nhỉ? Bánh tai heo, bánh có dạng lát mỏng, hình thù giống như tai heo, khi ăn sẽ thấy rất giòn. Bạn được ăn loại bánh này chưa? Câu 4. Có thể đây là lần đầu tiên bạn biết đến loại bánh này. Bánh chín tầng mây hay còn được gọi là bánh da lợn, rất phổ biến ở vùng Nam Bộ nước ta, được làm từ bột năng, đường trắng, dừa nạo, lá dứa và một số gia vị khác. Câu 5. Nhắc đến loại bánh này, bạn sẽ nghĩ ngay đến tỉnh Hải Phòng. Một trong những món ăn phổ biến và là đặc trưng của ẩm thực Hải Phòng đấy. Câu 6. Món bánh lề đường ngon tuyệt vời ông bà chơi, bạn biết là gì không nhỉ? Bánh chuối. Nguyên liệu chính là chuối cùng với bột chiên. Món ăn này cực kỳ dễ làm mà lại thơm ngon mùi chuối, bạn thử làm đi. Câu 7. Bạn biết đặc sản Bình Định là món bánh gì không? Có quy trình chế biến cực kỳ công phu và tỉ mỉ. Ai được ăn món bánh này rồi thì comment hương vị cho anh em thưởng thức với nhé. Câu 8. Người Việt Nam ai cũng biết bánh này. Bánh bò. Bánh bò là một loại bánh xốp làm từ bột gạo, nước, đường và men. Mặt bánh có rất nhiều bong bóng nhỏ do có nhiều lỗ khí trong bánh. Tiếp theo là một loại bánh được coi là anh em sinh đôi với há cảo chiên Trung Quốc. Bạn biết bánh gì không? Bánh gối hay còn được gọi là bánh xếp, vỏ ngoài siêu giòn và bên trong có nhân thịt ngon ngất ngây. Câu 10. Đây là bánh gì nhỉ? Bánh su kem, món bánh ngọt ở dạng kem sữa, được làm từ nguyên liệu như bột mì, trứng, sữa, bơ, có xuất xứ từ nước Pháp. Câu 11. Một loại bánh thuộc tầng lớp quý sở tộc, bạn biết bánh gì không? Bánh táo, một loại bánh pì với thành phần chính là táo tây. Món này được dùng cùng kem lạnh, kem tươi hoặc phô mát. Và cuối cùng là một loại bánh vô cùng quen thuộc nhưng chưa chắc bạn đã biết tên. Đáp án là gì nhỉ? Ai biết thì sau đáp án xuống dưới phần bình luận nha. Qua 12 câu hỏi ngày hôm nay thì bạn đã trả lời đúng được bao nhiêu câu nào? Cùng để lại những đáp án của 12 câu hỏi xuống phía dưới video. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!